Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.